hậu ý nhì phản ứng khi con gái bị yêu cầu tước vương miện bởi anti-fan. Trước những phát ngôn gây tranh cãi của con gái mình đang làm cho cộng đồng mạng dậy sóng, ngày 4 tháng 8, ông Huỳnh Tấn Nguyên, 51 tuổi, bố của nàng hậu có buổi phỏng vấn với truyền thông. Ông cho biết bản thân đã rất buồn và đã khóc trước những lùm xùm của con gái, mong mọi người cho ý nhì một cơ hội để sửa sai. Đồng thời, khi được hỏi về việc nếu ý nhì bị tước vương miện trong tương lai, ông Nguyên trả lời với báo Dân Trí: "Riêng tôi thì chỉ thương con gái thôi, buồn cho cháu, chưa biết gì hơn nữa." Gia đình Huỳnh Trần Ý Nhi có 5 người, bố cô là chủ một doanh nghiệp tư nhân chuyên về ngành xây dựng, mẹ là nội trợ. Mỹ nhân người Bình Định còn có thêm 2 em gái, 18 tuổi và 10 tuổi. Trước đó, trong đêm chung kết Miss World Việt Nam 2023, bố của Ý Nhi đã vỡ òa khi nghe con gái được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Ông Nguyên bày tỏ, tôi rất xúc động nên không biết chia sẻ như thế nào. Lúc nãy, mỗi lần con được gọi tên vào top, tôi đều bỏ ra ngoài vì quá áp lực, không dám ngồi xem. Bên cạnh đó, bố của nàng hậu còn cho biết, Ý Nhi là người cá tính và quyết đoán, luôn cố gắng hết mình trong mọi vấn đề. Gia đình và ông sẵn sàng ủng hộ con gái khi Ý Nhi quyết định dự thi Hoa hậu. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!